À, kính thưa con ha, thì hiện tại em đang ở khu vực lên trên Đồng Nai luôn rồi con ơi. Nó đi gặp ông anh nó làm vườn sầu riêng, nói chung là ông anh này cũng quen biết ở trên mạng ha, này kia đâu, nhưng mà hôm nay được đặt chân lên tới trên đây để review vườn sầu riêng của ông anh này ha. Sao anh, sầu riêng này được nhiêu ngày rồi? 60 ngày em ơi. À, đây là anh Dương, anh Lê Bá Dương ha, à, nắm chùm khu vực này làm sầu riêng đồ. Nói chung thì vàng lá nào con, cho con coi nè, Đừng có vàng đọt nổ nè. đây. Dạ. Nè, để quay trái rồi cho con mình coi ha. Trái 60 ngàn. Ở trên đây đựng cái mua lúa non rồi luôn ha con. Như trên đây mua lúa non cỡ này là nhiêu giá nhiêu anh Dương? Ri chốt quy cách 45 ngàn đấy em. 45 ngàn hả? Ừ. Ờ, ví dụ như bà con nào ở khu vực mà Đồng Nai này ha, muốn mà kiểu như là sợ giá cả mà muốn bán trái cỡ vậy nè, thì anh Dương có kèo kiểu như là giới thiệu cho bà con để bán giá kiểu như sợ nó sụt giá ha. Đó, còn dài dài đây nữa nào bà con. Nói chung anh Dương này làm sầu riêng nói chung cũng đỉnh ha. Nó dạ rồi rồi để đi theo mấy ông anh này coi vườn sầu riêng này kia là chơi heo con. Đó, nói chung thì lâu lâu em cũng phải đi xa, vừa đi vừa học hỏi chứ không phải đi để chia sẻ kinh nghiệm heo con. Đó, đi để học hỏi anh em, để trau dồi kiến thức, để mang những kinh nghiệm làm trái để chia sẻ cho bà con mình ha. Đó thì mấy cây cả về mình thả đọt được chưa anh Dương? Cho quan trọng là nó có đi nổi hay không, với sợ nó không đi nổi ấy chứ. Dạ, hồi đó này anh xịt chặn đọt rồi dữ không hay sao? À, Từ hay làm sao? từ lúc xả nhĩ giờ anh chưa xịt chặn đọt luôn. À, Anh kéo đọt rồi mà. là anh kéo đọt trong thời gian khoảng thời gian nào? Từ lúc nó ra mắt cua là anh kéo đọt rồi. Ra mắt cua hả? Ừ, ra mắt cua À, khoảng chừng 2 phân là anh kéo đọt rồi. dạ. Hiện tại là trái này là anh chẩn đoán là bao nhiêu ngày? Trái này cây này thì tầm khoảng chừng 70 ngày rồi. 70 ngày. Cái lượng trái cây này anh dự định để là khoảng bao nhiêu anh Dương? Cây này hiện tại trên tầm khoảng 90 trái à. 90 trái hả? Mà anh có dự định để hết luôn không? Thì cứ để đi được như cơ được, nhưng À, mà trái tầm khoảng chừng 4-5 kg à. theo như cái cây này anh vô anh đứng anh hạo thử rồi, cho bà con mình cùng xem coi là cây này khoảng là bao nhiêu năm anh Dương. Cây này à, cây Dạ, này anh vừa nãy anh mới mua. mới mua là cây này hiện Cây tại này à? hiện tại chắc tầm khoảng 12 13 năm à. 12 13 năm nghe cô chú anh chị. Đó, 12 và 13 năm và cho con coi này, vàng lá rất là xum xê luôn ha. Trái đầu này kia rồi, nói chung anh Dương làm kiểu như cũng khoảng chục mười mấy cây, ô bế rất là kỹ ha. Đó, chăm sóc đồ thân đồ quét mà cô chết được luôn ha. Đó, để đi rồi cùng giao lưu học hỏi xin anh Dương một cái số bí kíp đồ, sao mà đọt không đi đâu hết rồi con. Đó thì mình dự định tiếp theo này nữa là mình bón phân đồ như thế nào anh Dương? Ý là anh đang thả lúc mà xả nhị khoảng cái chừng 30 ngày thì anh rải 10, 12, 11, 18. Dạ, Giờ bữa giờ trái to vậy anh đang thúc trái to ra anh rải 20, 10, 10. 20 10 10 ha. Ừ, Ồ, 20, cái 10. bài đó liều dữ ta, bài 20 10 10 luôn ha. Tại cái Ừ. đọt anh rải hiện tại bây giờ cây đâu có kéo đọt nổi đâu mà. Nó Dạ nuôi trái mà. giờ là mình thả đọt được chưa anh Dương? Rồi giờ là thả đọt thoải mái rồi. Dạ Nhưng mà nó không ra đọt nổi đâu. sao ạ? À? Lý do Trái nó nuôi trái, thời điểm này cây đang nuôi trái nó không nuôi đọt đâu. Tại à? đọt mình đã kéo kéo kỹ rồi mà. Đọt Dạ mình đã kéo nè. Nó dạ ra chỉ ra được một lá hai lá nhưng mà nó không ra nổi đâu. Anh xem thấy mấy cái đọt này nó ra Nhưng mà nó ra kéo đọt luôn. Nếu mà nó ra được nè. thì Ừ, mình dưỡng đọt luôn. mình Mình sẽ kéo một thuốc cơ dưỡng đọt đọt luôn. như bình thường luôn ha. Ừ, mình kéo một cơ Dạ đọt nữa. trái này hiện tại nó vô cơm chưa anh Dương? Hiện tại này bắt đầu nó mới vô cơm này. Cây này khoảng có chừng 60 ngày tuổi à, trái. Như giờ mình đâu có sợ mưa gì đâu nữa đúng Giờ à, của vườn của anh em cho mưa thoải mái, còn vườn không? của người ta thì anh không biết. Quá dữ luôn đó. Nói chung anh Dương cũng quen biết em cũng lâu lắm ha bà con, đó cũng chia sẻ này kia anh em giúp đỡ qua lại ha, về các mặt kỹ thuật làm trái đầu này kia rồi ha. Nó lần đầu tiên đi đây thấy mấy cục đá này nữa. Tại vì mình ở dưới miền Tây cho nên không thấy những cảnh này ha. Đó, hồi ô cây này trái nè con. Cây này đậu đậu khoảng nhiêu trái anh Dương? Anh cũng đến đó mà cây này nói chung mấy cây này anh lấy khoảng cái chừng 3 tạ thôi, 3 tạ nhưng mà nó ra hàng nhất nhiều. Ra hành nhất nhiều ha. Ừ. Cây này trái tròn quá ha. Trái tròn vo luôn ha. Đó, và vàng lá ở ngoài, nói chung thì cái cây già thì bắt buộc mấy đầu nhánh này nó sẽ mất nha con. Nó Không, bị cưa gãy. bỏ. Sao ạ? Tại nó để dài quá rồi nó mình côn nó vô, tại đây nó gió ghê lắm. Dạ. Cái vàng đọt này thấy nó trẻ vậy mà nó không muốn đi ha. Không đi nổi đâu. Cha mang trái nuôi trái quá trời luôn mà. Đó, anh Dương này có bí kíp là làm bộ lá rất đẹp. Đọt gì cúp trơn thì sao đi nổi không con? Nó làm trái thì cúp hết trơn rồi. Đó. Thì lâu lâu là có cơ hội lên đây để review cho bà con kỹ về vấn đề làm bông làm trái rồi ha bà con. Đó, anh Dương cũng có trồng một số cây tơ nè. Mấy cây này là cây hái hả anh Dương?
Ừ thả không à? Cái này Dạ. thì khoảng có chừng 5 rưỡi à. Cây này 5 rưỡi ha. Đất trên đây cũng rất tốt ha bà con. Đó. Có trồng chôm chôm rồi đủ thứ hết ha. Đó. Hồi ôi coi cho bà con coi vàng lá ngoài nè. Nó xum xê dần ha. Đó, vàng lá tới giờ mà không có trái lá luôn là biết là anh Dương làm trái cỡ 60 ngày không trái lá gì là biết anh Dương hay cỡ nào ha bà con. Quá hay anh Dương ơi. Hay gì đâu em ơi, dở nhất khu vực này đó. Cây này cây xịt thuốc của anh hả? Ừ, cây gì thuốc á. Hồi ôi cây này vàng vàng lá rất là đẹp luôn và trà và lượng trái trên đây rất là nhiều ha. Đó. À, mấy dây này mình ăn trái xong rồi mình có háo ra không? Không, cây dây này anh mới mướn mướn người ta cột đó chứ. Mướn người ta cột chứ anh không có cột à? Thì sao anh có thời gian để cột? Thời gian còn lại đi 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 kiếm kèo đồ quá trời luôn à. Rồi ôi vàng Cái tơ lá. này anh. Dạ, Cái để tơ lại. này mới 2 năm mà đạt. Đó. Đó, cái dàn tơ này 2 năm á, mấy cái to to này 2 Mấy năm cây á. to to này 2 năm hả bà con. À, cái kia 2 năm rồi. Ôi vô đây thấy vàng lá đậm ghê bà con. Quá hay luôn. Quá tuyệt vời. Nói chung em cũng sẽ review cây xấu đi môi soi mói anh Dương nữa. Chứ cây đẹp không coi quá bình thường hả con. Mấy Ủa? cây này tại trồng sao nhỏ rồi con, cây này mua sơ kinh nè. Đó, cho con Biết coi mua mua sạc sơ kinh kinh. luôn hả? À không em mà đâu biết em nó đại đó, chắc cây mua sơ kinh quá. Nhớ. Nói chung mình dân trong nghề nhìn vàng lá mình biết ha. Đó. Để đi dài dài để tham quan chia sẻ cho con mình cùng xem học hỏi ha. Chưa hài lòng quá Đạt. Sao ạ? À? Lý do nào? Nó Chưa có phê bằng em hay gì? nó xấu hơn bên miền Tây Ừ, nên nó xấu chưa quá, trời trời vàng lá nhưng mà xấu. xấu hơn mấy anh dạng như là cái gì. Nè cho con coi nè, vàng lá nè. Trời 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 trời. Đó, này là lôi cây đẹp rồi ha, còn cây xấu nãy giờ kiếm chưa có ha. Tại không có hay sao ha. Đó. Đó, đi vòng vòng để chia sẻ cho con mình xem chơi. Đó. Như mấy giờ mình đầu tư phân hút cây làm trái đó cả khoảng tới giờ nhiêu cây anh Dương có tính được không? Lúc mà thu mùa xong á tới bây giờ hiện tại là nằm khoảng có chừng 1,2 triệu cây á. 1,2 triệu cây ha bà con. Đó. Anh Dương nói là 1,2 triệu cây nó tại khu vực huyện Long Tân Phú Đồng Nai ha. Đó. Thì hiện tại cũng đang mưa rồi, nói chung đi dạo một vòng nữa là em kết thúc video ha bà con. Đó, Có thì có vấn đề ai gì trốn mít không? thì sao anh Dương? Ở miền Tây có ai lên trốn mít không? Chôn chôn mít mít cây nhỏ nhỏ mà để gì đâu. Cây mít này 2 năm chưa anh Dương? Cũng trồng bằng đợt sầu riêng luôn. Nha. Nhưng mà anh lấy cho trái nha, dạng như để cho nó chết đêm thôi. Cây sầu riêng này nó phụ quá cây sầu riêng. Dạ. Đang mưa tới thì gì anh Dương ơi? Lớn lắm á, coi coi đi lạng vô anh Cách Dương ơi. ba trái là Đạt. Dạ sao anh Dương? Cái này anh hái 3 trái vẫn còn nè, vẫn còn 3 trái nữa. Hai ba trái hả? À. Trời ơi. Mít đây màu đẹp không ta? Cơm à? Dạ. Cơm đẹp hơn miền Tây nhiều, tại đất trên đây đẹp lắm. Ừ. Đó, hồi chuyện mưa quá trời lớn ha bà con. Em cũng xin quay lại cái vàng lá của cây đang mang trái cho em vô ha. Rồi cũng mong bà con đăng ký kênh ủng hộ để giúp em ra nhiều video hơn ha bà con. Hiện tại mưa rồi em xin đi vô ha.